chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một edit nội thất khá hay dành cho anh em nào muốn quay video mặt cơ rất rồ lay hay để trang trí nhà. Bây giờ thì let's go. Ở đây chúng ta có khá nhiều đồ, như là cái này, hoặc cái này. Cho nên là tôi lấy cái này. Đây có vẻ là một cái ghế gaming. Nó xuất hiện rất nhiều trong các video của Slenderman hay các YouTuber khác. Và mình cũng khá thích nó. Tiếp theo là cái quạt trần, mà sao nhìn nó cứ cảm thấy bị... Tiếp theo là cái chậu cây, nó không có gì đặc biệt hết nên mình sẽ bỏ qua. Và đây là cái tủ lạnh, nó bự con mà gắn ít quá. Và còn rất nhiều đồ vật mà tôi chưa nói đến, ví dụ như cái này, hay là cái này. A few moments later. Ok, review nãy giờ rồi, bây giờ mình sẽ chỉ anh em cách để có nó. Đầu tiên anh em phải cần có app này. Tiếp theo là bấm vào tìm kiếm, bấm chữ table. Sau đó bấm vào hình như trên video. Do mình đã tải xong nên nó sẽ xuất hiện như này. Còn các bạn chưa tải thì nó sẽ như này. Việc của bạn chỉ cần nhấn vào nút tím và tải thôi. Chúc các bạn thành công.